Ở đây có cái chợ mới này, bán trái cây không nè. Ở bên kia là các cửa hàng thương mại này, bán piscine này. Đó, bán hồ bơi. Không, đây là cái tiệm này là bán trái cây tươi, đồ tươi, rau củ quả tươi. Chỗ này là nơi để không cho picnic là với xe ô tô này, kiểm định xe ô tô á, nó có còn ở bên này thì phải xe mà muốn chạy xe xài rồi á, mà muốn mua thì phải đi kiểm định, nó có định kỳ là bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm á, khoảng một mắt xe luôn vào khoảng mấy tháng à, khoảng một năm à. Ở chỗ này bán xe cũ à. Đó. Nó có khoảng maximum là một năm là mình phải đi kiểm định lại. Một năm là mình phải đi kiểm định lại để xem xe nó còn tốt hay không. Xong nó dán cho mình cái giấy. Xe tất cả bên này phải mua bảo hiểm mà. Bên kia còn đồng trống không à, đâu có nhà ở đâu. Không, nhà đẹp không? Đó, nhà Pháp đẹp không? À, đây chiếc xe đi ra ngoài kia này. Đó. Chỗ này là cái tiệm hớt tóc rồi. Chỗ này bán cây bánh nhà Locasio. À, đây là có tiệm thuốc tây nè. À, bao cao su nó bán ngay trong ngoài đường tự động luôn nè. Đó, cái hộp bao cao su không, cái hộp bao cao su phải không? Đó, tự động luôn nào, bán muốn mua rồi đã mua. Ở đây có cái chợ này nó sắp xây này, cái chợ này sắp xây xong rồi đó. À, nhà cửa Pháp này, đó. Nhà giống như dưới quê. À, đây là cái xăng này. À, này, chỗ này chỗ này là bơm xe aspirator này. Cái cột này nó là bơm, cái này nó là bơm aspirator, nó là bơm bơm hơi, đúng rồi. Này cột này bơm hơi này, đó, không? Đó. Cái cột này bơm hơi, cái cột này bơm hơi. Ở chỗ kia là chốt rửa xe, rửa xe tự động. Ở bên này đâu có thằng nào đổ xăng đâu, tài xế tự động đổ. Tự vô xong rồi đổ xăng á, không có ai đứng ở đổ nào. À, đó, có cả chạy xăng, chạy dầu, diesel, đó, tự động vô đổ, đó, thằng kia đang bơm xe kìa, à, bơm bao nhiêu vặn, số bơm bao nhiêu bơm, đó. À, cái này đang rửa xe tự động không? Đó. Ờ, xe tự động. Không, xả đâu. À, này chắc nó rửa xong rồi. À, cái này chắc nó mới xả nước nè. Đó, xe tự động. Đó, bắt đầu nó chè. À, cái này nó xịt xà bông lên nè, xịt xà bông lên. Nó xả nước xong rồi nó xịt xà bông lên nè. Đó. Xịt xà bông lên không? Đó, xong chút xíu bắt đầu nó chè nè.
Rồi, nó xịt xà bông lên ha. Đó, bắt đầu nó chè này. Đó, hai cây này bắt đầu nó chè. Có hai cái cây lông nó chè sập à, chè hai bên hông mà xong chè trên nữa, tổng cộng ba cây không. Nó vừa chè vừa xịt nước đó. Xe tự động. Có sạch ra. Xe tự động. Thấy sạch ra. Wow, sạch quá trời sạch luôn đó. Rồi, đi. Rồi, cây hoa đẹp không? Mà hoa gì đẹp không? Wow. Đây là hoa này, bên này hoa, hoa, hoa gì đẹp không? Hoa quá trời đẹp luôn đó. Wow. Chỗ này là trung tâm Comercial này. Bán tranh ảnh, đồ sách vở. Đó, tới chợ rồi đó. Wow. Chỗ này có bán chai nước cam này. Chỗ này có bán máy nước cam này. Cái này có bán nước cam bằng tự động à. Cái này nước bưởi, nước cam. Cái này bên này bán nước bưởi này. Đó. Còn bên này bán nước cam. Bên này bán nước cam. Đó, bây giờ mình mua thử. Mình mua thử. Cái máy này không cần đúc tiền đâu nè. Mình chỉ nó ghi là 3 đồng rưỡi là 1 lít này. 50cl là 1 đồng 90. Cái này là 1 đồng 20 cent là 25cl. Thì mình lựa, mình uống cái loại nhỏ đi. Uống cái loại này nè. Uống loại này vừa. Đó. Rồi, thấy máy nước cam không? Đó, cho cam bên đây, xong nó rắc, tự động nó rắc, nó chảy xuống đây. Đó. Rồi mình để, mình mở ra. Rồi mình bơm cái giỏi ở đây. Đó. Đây một tay quay một tay ấy không được à, nó để ở đây đây. Đó. Đó mình bơm vô ha. Hơi mệt rồi. Hơi mệt. Vừa bấm vừa quay nè, thì có đó, có tự động nó bơm đầy như vậy nữa. Đó, lên nữa. Đó, thấy không, đầy nữa. Đó, trong đậy nắp lại. Đây năm nay mang ra ngoài quầy tính tiền á. Tắt cái máy đi.
Còn bên này là bán nước bưởi này. Lấy cái chai nhỏ đi. Mình mua cái chai nhỏ này. Mua cái chai nhỏ này. Nó tự động nó quay á. Cái này nó tự động quay hả? Nó bơm đầy vô nè. Nó tự động ép. Nó quay. Bà này kêu cái máy nó cháy cam nó bự quá. Cái bưởi bự quá chứ. Nó không có xuống được. Giờ bà phải nhét nó xuống rồi. Đó, trái bự quá, trời bự. Đó. Có nhiều trái nó bự quá nó không có xuống được. Ô là là. Nó bắt đầu làm nó xuống rồi đó, nó xuống rồi ra nước ạ. Nó tự động dắt cái cam rồi. Cái này có nhiều chai nó bự quá nó không xuống được, tự đẩy xuống. Máy đâu có làm ra bằng con người đâu. Thôi. Cũng phải đẩy nhét nó xuống. Máy móc mà. Máy móc nó đâu phải con bằng con người đâu. Đây rồi. Okay. Merci madame. Merci beaucoup. Bà ra phải nhấn xuống, không thôi là nó không có chạy được. Bên này bán táo nhiều. Táo quá trời táo, xứ táo mà. Mấy cái trái này là trái noa này, trái noa này, không biết ăn sao, cái này đập vỏ ra ăn. Cái này kêu là trái noa nè, trái noa nhưng mà cái này phải đập ra ăn. Trong nó vậy nè. Bên trong nó là cái này là còn nguyên vỏ nè. Còn cái này là đập ra nè. Cái này cái chè là của Israel nè, nó bự. Bự chè bá. Còn cái này cũng là chè là của Tunisia nè. Nguyên càng luôn. Cái mất chuyện càng. Khoai lang này. Có rồi, khoai lang ở bên này cũng có khoai lang này. Trái này mới trái gì này. Ki sao. Vì sao biết trái này ăn cái này là quỷ gì ăn sao? Không có mùi gì đó. Chứ không có mùi gì ấy. Trái không có mùi, không biết ăn sao, giống như trái bơ ấy. Rồi chanh nè. Chanh gừng nè, nó ôi có cả bánh dừa luôn nè. Cái này chân dây nè, chân dây. Đây xoài nè, xoài này của Espan nè, Tây Ban Nha nè. Nhìn ngon không? Chỗ xoài ngon không? Này trái bưởi nè. Trái chanh của nó bự không?
Ồ oh, là trên chân bị trà bá rồi. Đây trên chân này. Ôi trên chân này bự trà bá luôn, bằng cái bàn tay luôn đó. Đây dâu này. Dâu này, cái này kia là Rampoa là dâu đỏ. Đây, cái này cũng là dâu, cái này kia là Fre. Còn cái này kia là Mịt tin. Cái này mịt tin này. Blackberry là nó này. Blueberry chứ. Blueberry, blackberry tiếng Anh. Trên mặn này. Này lê. Lê Nhật hay lê quý gì đây nguyên này. Này của Ý, Italy này, lê của Italy. À cái này của gì ta? Hungary. Đủ loại lê. À cái này cái melon à. Melon của là hàng nào đây? Không có ghi của nào á. À Honduras này. Brazil. Đây của Brazil. No. Cái này trên bạn này, Fitch, đảo của Maroc. Đảo của Maroc gần 7 đồng ký. Đây, rằm bùa quá trời. Nhìn ngon. À bên này bán rau củ quả này. Ô là trái cà chua nó này. À, trái cà chua bự. Rồi, cà chua vàng này. Bự. Trái bá, trái này hay bự này. À, trái này bự. Trái bá luôn. À, ớt bi của nó này đẹp không? À, ớt bi. Ăn bì ra mà ăn chắc ngon, ăn thử coi nè. Ngon. Thấy chứ ớt của nó không? Bự bự tráng luôn. Đây cà tím này. Cà tím nhìn đẹp không? Bóng láng không? Cái này trái zucchini mà bong tròn. Zucchini còn gọi là cuộc dép ấy. Cái này thì dài hai thứ. Ở đây đã bán các loại ngũ cốc này. Đó. Có cả hạt bí, hạt bắp. Đủ loại hạt hết rồi. Đó. Đây hạt almond, hạt óc chó, đủ thứ hạt nữa. Bơ này, artichoke này. Đó. Cái củ dền nó luộc rồi nè. Có cái trái này trái gì vậy ta? À đây là củ hành nè. Hoàn nhìn mắc cười. Còn cái trái này trái gì không biết đâu. Củ này củ gì? Cultif. À củ radish là củ cải đỏ. Ơ củ cải đen nhé. Ơ củ cải mà màu đen á kì. Lần đầu tiên thấy củ cải màu đen á. Chỉ có thấy củ cải màu trắng á, củ cải màu đỏ này. Đó, thấy không? Nó củ màu đen. À, thấy dưa leo của nó dài không? Dài chả bá. Cái này phải khoảng 30 phân. Cái này là cục pate almond này. Đó. Đó. Ăn nó ngọt ngọt, có mùi almond. À, cái này nó bán 4.80 một bịch này nè. Em mua bánh này ăn thử sáng. Thank you.
À, ở đây bán bánh quá trời bánh này. Đó, các loại bánh đẹp không? Đó. Các loại bánh luôn nha. Các loại bánh luôn ha. Nó đẹp rồi. À, cua nó bán 9 đồng 90 ký cua bự không? Ồ là là quá trời bự luôn đó. Ở đây bánh tôm mà hải sản. Ở đây nó bán bánh mì hamburger nè. Đó, cái này bán 0 đồng 93 0,93 sen 93 sen là một bịch. Mua cái này nha. Mua về ăn sáng. Rồi xong rồi, giờ đi ra cái tiền.